Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh trên thượng tọa giảng sư niệm hồng danh Đức Phật cầu gia vị. Toàn thể đạo tràng đồng cung kính chắp tay xin hòa âm. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh trên thượng tọa an tọa. Quý vị Phật tử, chúng ta đồng lắng đọng tâm tư trang nghiêm quý vị an tọa. Kính bạch quý chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay, hàng đệ tử chúng con vô cùng trân trọng được hạnh phúc cung đón sự hiện diện của quý chư tôn Thiền Đức Giáo Phẩm, lại được cung đón sự hiện diện của Thượng tọa Thích Phước Tiến với cương vị Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì tu viện Tường Vân. Chúng con xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để thành kính cung đón. Cùng với đó là sự hiện diện trở về của quý chư tôn Thiền Đức Giáo Phẩm trong trụ xứ Chùa Hào Quang và các tự viện, các trụ xứ khác. Trong buổi sáng ngày hôm nay, quý ngài cũng đã lân mẫn trở về tham dự. Hàng đệ tử chúng con xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để thành kính giới thiệu chung. Ban tổ chức chúng con cũng xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu, quan khách, các quý vị Phật tử đã trở về với đại lễ trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, vào giờ phút này thì quý vị đã đồng lắng đọng tâm tư hướng về trên sự hiện diện của Thượng tọa chứng minh và thể theo nguyện vọng của đạo tràng bản tự muốn được xin dâng lời tác pháp để cung thỉnh trên Thượng tọa giảng sư. Thì vào giờ khóa phút này, chúng con xin được cung thỉnh mời đạo tràng chúng ta thực hiện phần nghi lễ cung thỉnh tác pháp của mình. Xin mời quý vị. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng tọa Thích Thanh Nghiêm, trụ trì Chùa Hào Quang. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa Giảng Sư Thích Phước Tiến. Kính bạch trên Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni trong trụ xứ Chùa Hào Quang. Hôm nay, trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng chúng con Chùa Hào Quang, một phước báo hy hữu được Thượng tọa ơn trên đã từ bi hứa khả nhận lời mời của ban tổ chức chúng con, ngài quang lâm về Chùa Hào Quang. Mặc dù Phật sự đa đoan, ngài đã bớt chút thời gian thương tưởng hàng Phật tử chúng con. Ngài nhận lời ban pháp lành cho chúng con tại Chùa Hào Quang trong khóa tu an lạc một ngày hôm nay. Thời giờ này,
trước đại chúng toàn thể chúng con đã trang nghiêm thành kính hướng về Thượng tọa Giảng sư. Chúng con đê đầu đỉnh lễ Thượng tọa Giảng sư ban bố pháp lành cho chúng con trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hải Phòng. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa Thích Thanh Nghiêm, trụ trì chùa Hào Quang, cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con được thành kính tri ân chư tôn đức trong ban trị sự, chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi cũng đã có duyên lành nhiều lần được trở về Hải Phòng, mà đặc biệt nhất là tại chùa Hào Quang, để có những buổi chia sẻ pháp thoại với các Phật tử trong những khóa tu. Hôm nay là một ngày đặc biệt với nhiều sự kiện, bao gồm lễ dỗ của cố tổ sư khai sơn chùa Hào Quang, và cũng như những chương trình khánh mừng cho việc đúc Đại Hồng Chung được thành tựu viên mãn. Thì nhân sự kiện đó, chúng tôi cũng được Thượng tọa trụ trì mời trở về đây cùng chia sẻ pháp thoại với các vị. Vì ý nghĩa quan trọng đó, và đặc biệt nhất thành kính để tưởng niệm các vị tổ sư tiền bối, đặc biệt nhất là Hòa Thượng Khai Sơn. Vì vậy trong bài pháp thoại hôm nay, chúng tôi tập trung với mục đích chuyên môn đó, cho nên xin được chia sẻ cùng toàn thể thính chúng hôm nay với bài pháp thoại là Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. A Di Đà Phật. Đây là một câu tục ngữ dân gian Việt Nam chúng ta, để phản ánh cho đạo lý truyền thống ẩm thủy tri nguyên, uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân của người con đất Việt đối với các bậc tiền bối và gần gũi là các đấng sinh thành. Thông qua những câu ca dao tục ngữ truyền khẩu như thế, và đặc biệt câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là những bài học rất mẫu mực và khuôn thước từ thời chúng ta còn học phổ thông. Ở trong hội trường này ai không thuộc câu này đâu, các vị đưa tay lên thôi. Có một cánh tay đưa lên là tôi vô cùng ngạc nhiên luôn á. Và chính vì không có một cánh tay đưa lên, cho nên tôi biết rằng các vị đã hiểu và có khả năng là ứng dụng điều này rất sâu sắc trong cuộc đời. Đó là một điều rất quý báu của mọi người chúng ta. Chúng tôi xin được hoan nghênh các vị cho một tràng pháo tay. Câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, câu này rất là dễ hiểu về mặt nghĩa đen, và nó là một điều rất là phức tạp và khó khăn để chúng ta có thể ứng dụng cho trọn vẹn ý nghĩa của câu này từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Nghĩa đen là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là ăn quả là gì? Quả là trái á. Rồi nhớ cái người trồng cây, tức là mình ăn cái trái gì đó là mình nhớ những người trồng ra cây đó. Như giờ bỏ tiền ra chợ mua có ai nhớ không? Lúc đó nghĩ ngay đến vấn đề mắc rẻ, chứ ai nghĩ đến ai trồng. Bán sao mắc vậy, bán sao rẻ vậy. Chứ còn có nghĩ trời ơi nhớ đến cái người trồng này thế rồi bây giờ thôi bao nhiêu tôi cũng mua, có không? Nó không mang nghĩa đó. Thực tế hơn là trong một gia đình có ông bà cha mẹ đã trồng cho gia đình chúng ta những cái cây gì đó, rồi sau này ông bà cha mẹ đã qua đời, đến mùa khi có trái là những trái đầu tiên của một loại cây đó, chúng ta đem lên bàn thờ, chúng ta cúng
Rồi thậm chí chúng ta nhắc đến con cháu, à con à, cái trái này nè, trái vú sữa này, trái mít này, trái xoài này, đây là những cây của ông bà cha mẹ gì đó đã từng trồng để lại cho ba mẹ và các con đang tận hưởng như thế. Cho nên ăn một cái quả này phải nhớ những điều như vậy như vậy. Và thậm chí trước khi ăn cũng phải tưởng nhớ đến cái công lao của ông bà tổ tiên đã trồng ra cái này. Cái nghĩa đó là nghĩa đen. Cái nghĩa bóng là cái quả ở đây là nói kết quả của một vấn đề. Kết quả này mang nhiều ý nghĩa. Nếu nói lớn là thành quả của cả một quốc gia, gần hơn là cả một sự nghiệp. Tức là những người đời sau, bao gồm công dân đất Việt, và trong một phạm vi nhỏ là bao gồm con cháu trong một gia đình, thừa hưởng bất cứ một thành quả nào cũng phải tri ân báo ơn, cũng phải nhớ những người đã nằm xuống, những người hy sinh cho hạnh phúc đó, cho thành quả đó. Cái nghĩa bóng nó rất là rộng. Cho nên một cái câu đơn giản như vậy chúng ta đã học từ những năm tháng mà còn học ở học đường, từ những năm mà học phổ thông. Nhưng mà hôm nay liệu ai còn nhớ đến nó? Những học trò phổ thông có nhớ không? Những học sinh, sinh viên sau khi rời trường phổ thông hoặc là rời trường đại học có còn nhớ và hiểu được câu này không? Câu này còn có giá trị với mỗi con người chúng ta trong mỗi thời đại không? Đây là một vấn đề. Tôi nghĩ ai cũng có thể thuộc, ai cũng có thể nhớ. Nhưng mà để làm được câu này, để phản ánh giá trị sống của một con người không hề đơn giản. Không khéo những câu này nó chỉ mang cái nghĩa ở học đường, hay là mang cái nghĩa nằm trong sách vở. Còn trên thực tế con người chúng ta còn tri ân báo ân, còn có biết nhớ cha nhớ mẹ, nhớ những người hy sinh ra cho chúng ta để có hạnh phúc an vui trên quốc gia này, hay là hạnh phúc an vui trong một gia đình, hay là sự nghiệp chúng ta đang có trong tay không? Đây là một vấn đề cần để ý. Ngày xưa khi chúng ta vào học đường, tôi đã thấy ở trên lớp á, có ghi những cái câu: tiên học lễ hậu học văn. Tức là trước khi học chữ nghĩa để hiểu biết văn hóa, để có tri thức, thì con người phải có lễ nghĩa, phải có đạo đức. Cái này người xưa nhấn mạnh và rất là quan trọng. Phải anh có tri thức, có hiểu biết, có văn hóa. Nhưng mà anh không có lễ nghĩa, không có đạo lý, thì cái hiểu biết của anh đó để làm gì? Và nó thật sự không có ý nghĩa. Cho nên để các giá trị văn hóa nó có ý nghĩa, tri thức đó có thể hữu dụng được cho xã hội và cho chính bản thân mình, điều đầu tiên con người phải có đạo đức, phải có lễ nghĩa. Bởi vì con người không có đạo đức, lễ nghĩa, nó dễ trở thành quan giả lắm các vị. Tôi nói một cái từ chung vậy các vị tự suy diễn. Tôi đã nói ra rất là nhiều bài giảng. Tôi nói con người không có văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa thì con người không khác mấy với các loài cầm thú. Sở dĩ chúng ta khác với các loài cầm thú bởi vì chúng ta có điều này. Chúng ta có những văn hóa, lễ nghĩa, đạo lý. Các loài cầm thú không có cái đó. Còn bằng không, chúng ta sống chiều chuộng nhu cầu của bản thân và sống bằng bản năng, thì sự tồn tại giữa chúng ta và muôn loài không có khác. Cho nên quên đi cái này, nó sẽ mất đi giá trị sống của con người. Mà càng tôn trọng điều này, càng nghĩ nhớ đến các vấn đề đạo lý này, thì giá trị sống và sự tồn tại của mỗi con người mới có ý nghĩa. Đây là điều đương nhiên. Như vậy, các sinh viên học sinh rời ghế nhà trường có còn nhớ được ân nghĩa dạy dỗ của thầy cô không? Ngày 20 tháng 11 sắp đến đây, bao nhiêu người nghĩ nhớ đến công ơn dạy dỗ của thầy cô để mà tri ân báo ơn? Ở đâu chúng ta có chữ nghĩa này? Ở đâu chúng ta có kiến thức này? Đạo lý đã tạo cái điều kiện ràng buộc cho con người chúng ta không được quên ơn những người thầy đã dạy cho mình biết chữ nghĩa. Cho nên ngày Tết thầy cô vô cùng quan trọng. Nhưng có thể do một lý do nào đó, hoàn cảnh xã hội, từ cái tình cảm của người dạy cho đến cái lòng kính trọng của người học ở học đường, nó có cái gì đó nó hơi bị phôi pha,
Cho nên ý nghĩa những ngày này nó không còn quan trọng và ràng buộc các thế hệ học trò như ngày xưa nữa. Thậm chí hôm nay chúng ta còn có thể đọc báo thấy những hiện tượng mà học trò hăm dọa thầy cô trong học đường. Đây là điều mà rất là nguy hiểm. Phải nói là vi phạm đạo đức và cái tinh thần đạo đức về tôn trọng những người thầy nó đã bị xuống cấp. Cho nên hôm nay những thế hệ học trò khi nghe đến cái bài hát Bụi Phấn, ở đây ai có thuộc bài Bụi Phấn không? Khi thầy viết bản Bụi Phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, còn gì nữa, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói ra điều đó, nó nói thầy ơi, bây giờ viết bằng bút lông không à, đâu còn bụi rơi nữa. Tức là những cách nói rất vô tình, dí dỏm, nhưng mà trong đó các vị đã biết rằng sự nhạt nhòa về lòng tôn kính người xưa nó đã có cái gì đó phôi pha, không hề đơn giản. Dù bây giờ kêu các thế hệ con cháu nên nghe lời cha mẹ dạy dỗ, áo mặc sao qua khỏi đầu con mọi thứ, nó nói thầy ơi bây giờ áo thun mặc tuốt luốt. Vậy thì những cái câu này mang nghĩa gì? Nói như dí dỏm nhưng mà nó rất là đau. Nó đã có một suy nghĩ khác đi, và nó có một cái cách chọn lối sống, có cái gì đó nó khác đi, nó mới dùng những cái điều đó để có tính cách bào chữa cho một vấn đề. Dù nói để vui, nhưng mà những người lớn, những người làm thầy, những người làm cha, những người làm mẹ cần phải để ý vấn đề này, vô cùng quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng văn hóa đạo đức lễ nghĩa là điều rất quan trọng cho xã hội loài người nói chung, hay là đó là phản ánh cho cái nếp sống văn hóa đạo lý nghĩa tình của người Việt Nam. Bây giờ nhìn lại một cách đại thể, con dân của đất Việt chúng ta có khi nào cảm giác đến cái vấn đề là tri ân báo ân các vua hùng hay là những người nằm xuống cho đất nước này không? Đôi khi những cái điều đó chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó nó xa với chúng ta, chứ nó không thực tế. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta có bao giờ có cảm giác đó chưa? Ở đâu có một quốc gia này, nếu không có các bậc tiền bối đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống cho sự hạnh phúc và tự do của chúng ta lan là, thì làm gì có được điều đó? Nhưng mà có những người không có cảm giác về điều này. Khi tôi nghe những người hay tự hào một cái câu vậy nè: tôi thành công từ đôi bàn tay trắng. Các vị thỉnh thoảng có nghe này không? Thậm chí con cái mình không lo cho nó được nhiều, nó đi ra bên ngoài, nó quên quan với người khác. Khi nó đã thành danh rồi, nó nói là tôi nè, thành công từ bàn tay trắng nè, ba mẹ tôi nghèo khổ có lo gì được cho tôi đâu. Xin thưa, câu này là đại ngã mạn. Ở đâu mày có hình hài này? Ở đâu mày có kiến thức này? Sở dĩ mình được thành công phải nương tựa cái gì đó, chẳng qua mình nhìn không ra. Mình phải nương tựa vào một cái gì đó, phải có những người thầy dẫn dắt, phải có một xã hội ủng hộ, phải có những cái người nào xung quanh mình để cho sự thành công này. Khi nói là tôi thành công từ bàn tay trắng, phủ nhận hết tất cả những ơn trực tiếp và gián tiếp, và những người như vậy rất khó bảo vệ được thành quả của mình lâu dài. Và cái này nó mang cái nghĩa gì? Không nhớ ơn những người sinh thành ra mình, không nhớ ơn những người tạo điều kiện cho cuộc sống này, quên quan như vậy, xin thưa, chúng ta tự làm mất phước mình, tổn đức. Đó là một sự thật. Vậy là những người đã trực tiếp gián tiếp cho người này nghe cái điều đó cảm thấy buồn không? Mặc dù đôi khi chúng ta không trách, nhưng mà những câu đó cần phải suy xét lại. Cha mẹ không có tiền để cho mình kinh doanh hay là làm một sự nghiệp, thì cha mẹ cũng đã hy sinh cho mình cả một quãng đời trước khi mình bước đến vinh quang. Không đủ giàu thì làm sao có điều kiện đó? Nhưng mà không có tình thương và sự chăm sóc đó, làm sao chúng ta có sự nghiệp này? Không có những người đồng hành, những người thầy, những người bạn, những người hỗ trợ cho chúng ta, những người yêu thương giúp đỡ chúng ta,
về mặt tổng thể của một xã hội, làm sao chúng ta có được điều đó? Đây là những điều chúng ta nên suy xét lại. Quan trọng vô cùng. Đạo lý con người nó nằm trong từng cái phát ngôn của chúng ta, trong từng cái hành động cử chỉ của mình. Cho nên các vị thấy rằng tất cả mọi cái sự kiện, nhất là vấn đề liên quan lễ nghi trong một xã hội cho đến một gia đình, đều có ý nghĩa nhất định của nó. Vì sao chúng ta có ngày giỗ tổ Hùng Vương? Vì sao chúng ta có những cái ngày mà gọi là thương binh liệt sĩ? Vì sao chúng ta có ngày giỗ tổ như thế này ở tại chùa Hào Quang? Vì sao chúng ta phải có những ngày giỗ ông bà tổ tiên hay là cha mẹ trong gia đình? Tất cả mọi thứ không hề đơn giản cả. Từ quốc gia cho đến gia đình, nó đều có những đạo lý của nó. Quốc gia chúng ta có giỗ tổ Hùng Vương, có ngày thương binh liệt sĩ là tri ân những người hy sinh và đã nằm xuống. Tôi nhớ có một thi sĩ Đằng Phương có một cái bài thơ nói lên ý nghĩa này, mà tôi có nhớ vài câu. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mênh mang, không bao giờ thấy ánh sáng quang vinh, nhưng vẫn mãi âm thầm giúp nước. Tức là cái câu nói để nói lên những người này đã nằm xuống hy sinh và vẫn mãi mãi quan tâm đến sự hạnh phúc an nguy của con dân đất Việt. Quên đạo lý này là thất bại. Còn trong gia đình, tri ân báo ân là chuyện đương nhiên. Những người sanh thành ra mình, nhưng mà bây giờ những cái người làm đám giỗ để tưởng nhớ đến cái đấng sanh thành có còn phản ánh ý nghĩa đó không? Hay là bây giờ một số nơi đám giỗ như là bài tiệc để chung vui chén rượu? Có những người tổ chức đám giỗ thì mang cái nghĩa là có cơ hội để chúng ta chén tạc chén thù. Nhưng mà cái ngày giỗ rất quan trọng ở chỗ là thiêng liêng, đạo lý. Phải nhớ đến ông bà cha mẹ là những người đã tạo ra sự nghiệp này, truyền thống của một gia đình phải giữ. Cho nên trong ngày giỗ, ngoài cái việc chén tạc chén thù, điều quan trọng nhất là con cháu trong gia đình phải đối trước bàn thờ tổ tiên, phải nói được những điều gì, phải thể hiện cái gì qua chung trà, qua nén nhang, qua vật phẩm lễ nghi cúng kính. Cái này không được quên. Giới trẻ hôm nay lơ là chuyện này, một phần do người đi trước không dìu dắt, một phần thứ hai tiếp nhận với các nền văn hóa ngoại lai và đưa ra cái cách sống theo hiện đại, xem những cái gì truyền thống thuộc về sớm, thuộc về cổ xưa, nó là của một thời chứ không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta đánh mất giá trị các đạo lý truyền thống thì đánh mất giá trị sống của con người. Không còn lễ nghi ân tình, mai này chúng ta là cái gì? Nhưng mà tại sao những cái đứa con phản ánh những điều đó, thậm chí nó thấy cha mẹ chuẩn bị làm đám giỗ cho ông nội bà nội ngoại bà ngoại, nó không quan tâm việc này, nó cho là sến quá gì đó. Sự thật, khi con cháu có biểu hiện này, chúng ta phải nhắc nhở. Đừng quên các giá trị văn hóa dân tộc, đừng quên cội nguồn. Con làm như vậy mất đi âm đức của một con người, thiếu đi cái đạo lý quan trọng vô cùng. Nó có thể sơ sót, nhưng mà người đang chịu trách nhiệm cho việc nuôi nấng dạy dỗ nó không được quên điều này. Phải dạy dỗ nó để cho nó nhận thức rất rõ là vì sao nó cần có điều đó. Chỉ có một người không quan tâm đến điều này có thể chấp nhận được, đó là ai? Hả? Tôn Ngộ Không, phải không? Chỉ có Tôn Ngộ Không có thể chấp nhận được điều này. Vì Tôn Ngộ Không sinh ra từ đâu? Hả? Từ đá. Tôn Ngộ Không không có cội, không có nguồn. Cho nên những người quên cội, quên nguồn, không biết lễ nghĩa, đạo lý ông bà tổ tiên, người xưa hay dụng câu mày từ đất nẻ chui lên hả mày? Câu đó là câu răn dạy đó, cảnh tỉnh đó, nó quan trọng vô cùng. Tôi nhớ cái bài hát ơn đức sanh thành đó, nó có mấy câu rất là thấm thía. Người ơi làm người ở trên đời,
nhớ công người sinh dưỡng, gọi gì nữa? Đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn. Những cái câu này trong một bài hát rất là thấm thía. Cái câu này nó nhắc nhở con người mà nó phản ánh đúng nghĩa về đạo lý. Cái câu quan trọng là nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Cái câu hiền nhân quan trọng lắm. Hiền nhân là người hiền, nhưng mà đừng nghĩ đến cái người hiền là cái người khù khờ, cái người ngoan ngoãn là người hiền. Ở đây người ta cho hiền nhân là người đưa lên gần bậc thánh đó. Hiền thánh, nhớ nha. Cái chữ hiền ở đây không phải nói đến người khù khờ, những người nghĩa là ai nói gì cũng ù ờ, biết nghe, biết dân, biết dạ là xong. Không phải. Cái đó đôi khi là người khờ. Còn người ta dùng chữ hiền nhân ở đây là có đạo lý đó, anh đã bước lên thềm của bậc hiền thánh. Hiền thánh là những bậc rất là cao quý, đạo đức, đáng kính trọng. Chứ không phải mang cái nghĩa hiền là một sự khù khờ. Cho nên những người bước vào dòng thánh, những người trở nên bậc thầy mà không có các đạo lý này, làm sao có thể trở thành bậc thánh được? Làm sao có thể trở thành bậc hiền được? Đạo lý là cái gốc, là nền tảng của mỗi con người. Vì vậy không quên được cội nguồn là đạo lý của mỗi con người. Cần phải để ý điều này. Chúng ta thấy rằng hôm nay các cái phương tiện vật chất rất là cao, điều kiện đời sống chúng ta vốn có, nhưng mà các giá trị đạo lý này có còn được duy trì và phát huy hay không là điều các vị tự hỏi lại chính mình. Mà tôi thấy hình như một bộ phận không nhỏ trong đời sống xã hội hôm nay, họ vì cái tự ngã, họ vì tự cao, họ ích kỷ, dường như họ không quan tâm đến cái này nữa. Có người rất là tự cao về bản thân mình, có người hưởng thụ một cách ích kỷ cho bản thân. Cho nên khi nhắc đến các đạo lý này họ muốn nhắc tới, giống như hồi nãy tôi nói các vị đó, tôi thành công từ đôi bàn tay trắng mà. Nó vậy chứ nó phản ánh cái nghĩa đạo đức của mỗi con người đó không hề đơn giản. Nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ ích kỷ và tự cao tự đại, chúng ta đánh mất dần cái sự tôn kính và tri ân báo ân đạo đức con người thì rất là đáng lo ngại đó. Hôm nay con người chúng ta sử dụng cái từ cảm ơn. Tôi thấy cái từ cảm ơn hôm nay nó chỉ là cái từ dùng để xã giao khách sáo hơn là những từ mang nghĩa tri ân báo ơn tận đáy lòng. Cái gì chúng ta cũng cảm ơn được hết á. Đi ra bên ngoài va chạm bất cứ điều gì hay là chia sẻ cái gì một chút, chúng ta đều cảm ơn. Nhưng mà nói xuông, thật lòng có cảm ơn không? Hay là để nói cho xong? Đây là điều quan trọng. Tôi thấy cái chuyện vặt thì lại cảm ơn, mà chuyện quan trọng lại không cảm ơn. Cha mẹ nuôi nấng chúng ta cả đời, hy sinh cho chúng ta tất cả mọi thứ, chúng ta có cảm ơn không? Lo cho chúng ta từng bữa ăn, lo cho chúng ta từng tấm áo, lo cho chúng ta mọi thứ, điều kiện học hành, chúng ta có cảm ơn không? Quan tâm mọi điều, chúng ta có cảm ơn không? Vậy mà đi ra đường gặp bạn gái, bạn trai tặng nhau cái bông điệp là bông phượng vậy đó, nó ép thành những cánh bướm khô rồi cái nó đem nó tặng nhau cái về, e ấp hoài. Bạn bè ngày sinh nhật nó tặng gấu bông cái về để lên giống như để bàn thờ vậy đó. Những cái đó tại sao chúng ta e ấp, chúng ta tôn thờ, nhớ ơn ghê gớm. Nhưng mà những người hy sinh cả đời cho chúng ta, thậm chí trở thành những bóng mờ mong trên cuộc đời, không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ quan tâm đến, chưa bao giờ mặc bộ đồ đẹp ba mẹ mua sắm mà cảm ơn, chưa bao giờ ăn một bữa ăn ngon cảm ơn, chưa bao giờ nhận một bằng đại học để ra trường cảm ơn. Sao những điều quan trọng thiêng liêng đó mà không cảm ơn?
Vậy mà bạn bè nhắn nó một cái tin gì đó, không biết nó nằm e ấp đêm, cái mở ra dòm, dòm ngủ được hồi mở ra dòm nữa. Có tin nhắn nó đọc chừng 80 lần một đêm. Vậy rồi nó đi xa, cha mẹ nhắn tin con ơi có bình an không, con ơi gắng giữ gìn sức khỏe nha con ơi gắng ăn gắng ngủ sớm nha con ơi gắng học hành nha con. Bao nhiêu tin nhắn đó, nó có mở đêm nào nó coi không? Hả? Ừ, vậy mà tin nhắn tào lao nào đó mà nó cứ mở ra dòm hoài đó, thậm chí dòm rồi khóc rồi cười như điên á. Hả? Chúng ta có phải rất là giả tạo không? Khách sáo giả tạo như vậy. Vậy ở đây làm để gì? Cái gì? Xã giao. Cái gốc thì bỏ, đua đòi theo cái ngọn cho là văn minh, là thời đại. Xin thưa các vị, không có gốc làm sao có ngọn. Không có người làm cái nền hy sinh, làm sao mặt đẹp mài ngài, làm sao mà sáng sủa sang trọng để đối diện với cuộc đời. Như vậy bao nhiêu người đã lem luốc ở phía sau nó, bao nhiêu người ăn cực ăn khổ ở phía sau sự thành công đó, bao nhiêu người hy sinh vất vả cho nó có mảnh bằng đó, rồi để làm gì? Cuối cùng khi nó có sự nghiệp, nó không bao giờ quan tâm đến cái sự đói lạnh khổ đau của mẹ cha. Tôi chứng kiến nè, tôi không nói mang cái nghĩa chụp mũ cho ai hết á. Tôi đã ngồi nghe sự than khóc của biết bao nhiêu đấng sanh thành về con cái của mình, khi nó ăn học ra trường thành đạt nó đối xử thế nào. Tôi không nói oan cho tất cả những ai hết. Vậy tôi nói hưởng thụ ích kỷ và tự cao có đúng không? Tôi đâu bao giờ là tôi tự phịa ra các vấn đề đó. Biết bao nhiêu nước mắt của những người hy sinh đó đã từng tâm sự với tôi mà. Các vị thấy rằng những điều này rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Hôm nay có thể rất là dễ quên những ơn lớn. Ơn nhỏ thì mang nghĩa khách sáo xã giao, còn ơn lớn thì tìm cách để phủ nhận. Dính một cái cớ gì đó, một lời nói, một cử chỉ gì đó là phủ nhận hết ân tình. Con người vậy sao? Lo cho nó cả đời, lỡ nói một gì một câu, nó dính cái câu đó, nó phủ nhận, nó không thèm dòm. Vì sao vậy? Dính câu đó đỡ gánh nặng cả đời. Sao không dính cái câu đó để trả ơn, mà dính cái câu đó để quên ơn? Cái đó là cái thói ích kỷ, cái thói mà toan tính từ trong thâm sâu của mỗi con người. Vì không có đạo lý ràng buộc cho nên dễ dàng như vậy. Cho nó mượn tiền một chục lần không sao, nó dính cớ một lần không cho mượn, nó phủ nhận, nó chửi rủa, và thậm chí nó trở thành giống như kẻ ác. Sao sống tồi vậy? Cho hàng chục lần nó mượn tiền, bây giờ một lần này không cho mượn, lần này không cho mượn thì không nhớ ơn thôi, chứ còn 9 lần trước thì sao? Tại sao dính cái cớ này để những gì mà người ta từng giúp, từng chia sẻ, từng hỗ trợ cho mình, cái mình dính cớ cái mình quên. Quên để chi vậy? Mai này khỏi trả. Con người chúng ta toan tính một cách rất là sâu. Chúng ta phải dính một cái cớ gì để sự toan tính của mình được an tâm. Xin lỗi, đạo đức không phải là cái cách phân bua cộng trừ bằng cách đó. Bởi vì đạo lý nó là cái tâm của con người. Từ sâu thẳm trong lương tâm của con người, từ trái tim của con người. Cho nên sống là sống bằng tâm, chứ đâu phải sống bằng cái sự khách sáo biện hộ. Chúng ta biện hộ nhưng mà chúng ta không thoát được các ý nghĩa của nhân quả, của quy luật vũ trụ đâu. Chúng ta có thể dùng câu gì đó để biện hộ cho mình, nhưng nhớ kỹ, quy luật vũ trụ và nhân quả sẽ xét công bằng. Bởi vì xét từ sâu thẳm trong thâm tâm của người đó. Cho nên dùng cái câu đó để chi? Để mai này ai có nói, ủa sao mày không nhớ ơn người đó mày, sao mày không có giúp đỡ, chia sẻ người đó mày, thì chúng ta có cái câu để nói, vì nó như vậy cho nên tôi không như vậy. Vậy ngày xưa mình có như thế nào đâu mà người ta giúp đỡ mình. Nên nhớ là những cái điều này,
Không khéo nó phản ánh cái nghĩa là dông ân bội nghĩa, không hề đơn giản. Người xưa dạy chúng ta một câu rất rõ: thi ân mạc niệm, thọ ân mạc dông. Tức là giúp đỡ người khác thì không cần nhớ, nhưng mà thọ nhận của ai điều gì thì phải gắng nhớ, phải lưu dấu. Cho nên tôi thấy người xưa hay vậy nè, có những người cha người mẹ già sắp chết, kêu con cái lại: con à, chú Năm, bà Tư, ông Hai, hàng xóm cả đời giúp ba giúp má nè con, nhưng mà bây giờ ba má sắp chết, thậm chí bệnh tật, không có điều kiện trả ơn. Mai này con thành danh, nhớ ơn ông hai, bà, ba, cô, dì, hàng xóm. Đôi khi không trả ơn được một đời, phải dặn con cháu. Đạo lý làm người nó đẹp vô cùng. Nhưng mà hôm nay chúng ta phản ánh gì một phần của điều đó không? Hay là thậm chí chúng ta nghe ba má dặn lại những điều đó: ui, bà chuyện sắp chết thì nói mấy này làm gì thế đấy, tôi có biết gì tới này đâu. Các vị thấy, không hề đơn giản. Cái tâm của người xưa và tâm của người nay, chúng ta đọ lại có cái gì đó nó có sự khác biệt. Hôm nay nhà cao cửa rộng, trình độ hôm nay có bằng đủ hết các loại bằng để treo trên tường, nhưng mà đạo lý của người nay so với người xưa có còn sáng giá như vậy hay không, hay là chỉ những cái hào nhoáng được phô diễn bên ngoài? Đạo lý đó từng trái tim, khối óc, và thậm chí nó thể hiện trong đời sống của chúng ta, trong việc ứng xử và thể hiện của mỗi con người. Cái này còn duy trì được thì cái điều này chúng ta còn tin tưởng xã hội, tin tưởng sự hạnh phúc mai này của loài người, hay là tin tưởng một phạm vi hẹp là của xã hội chúng ta? Trong Phật giáo, Đức Phật dạy cho đệ tử mình từng ly từng tí về các đạo lý này. Cụ thể qua tứ ân, Đức Phật đã dạy hàng đệ tử của mình là phải nhớ tứ ân, hay gọi là tứ trọng ân. Trong bài khể thủ mà mỗi tối chúng ta đọc kinh á, chúng ta thấy trong bài khể thủ có câu gì? Thượng gì? Thượng báo, thượng báo tứ trọng ân. Cái gì? Hạ tế tam đồ khổ. Thì câu thượng báo tứ trọng ân là gì? Trên đền bốn ân nặng. Cái câu này là nhắc nhở mỗi đêm trong nghi thức trì tụng của Phật tử chúng ta. Bốn ân này gồm gì? Ân tam bảo, ân cha mẹ, ân tổ quốc và ân đàn na tín thí. Phải nói là nó phản ánh gần như hết tất cả mọi phương diện rồi. Ân tam bảo trong đó bao gồm ân Phật, ân Pháp và ân Tăng, là ân thầy tổ. Ân những người sanh ra pháp thân huệ mạng của mình, ân những người giúp cho mình hiểu được đạo lý, và ân những người thầy đưa mình đến con đường giác ngộ. Nhớ là như vậy. Trong những cái bài mà tác bạch, nhất là những dịp dỗ tổ như thế này, hay có câu gì? Ân giáo dưỡng gì? Một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Đây là những câu mà được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần và không bao giờ phai mờ trong tâm trí của người học đạo. Rồi bên cạnh đó, Đức Phật dạy ơn gì? Ơn cha mẹ. Cái này đối với đạo lý Việt Nam vốn có, cho nên khi tiếp nhận các giá trị đạo đức của Phật giáo vô cùng thích hợp. Người Việt Nam dễ dàng chấp nhận các giá trị triết lý Phật giáo từ thuở ban đầu là vì vậy. Nó có một cái rất là gần gũi với các giá trị văn hóa đạo đức của Việt Nam. Cái này giải đầy trong mùa Vu Lan Thắng Hội rồi, chúng ta nói rất nhiều rồi, tôi không cần lặp lại nhiều nữa với các vị nữa. Tôi chỉ liệt nêu như một sự giới thiệu thôi. Rồi gì nữa? Ân tổ quốc là điều mà tôi nói với các vị hồi nãy đó. Ân tổ quốc là tri ân những người nằm xuống đó. Cho nên trong cái bài giảng tôi giảng về mùa Vu Lan báo hiếu, tôi hay có nhắc cái này. Các vị là những thầy cô hay những người hướng dẫn các thế hệ tương lai học trò đi đến các nghĩa trang liệt sĩ,
hay đi thăm các cái địa đạo củ chi, hay xem những chiến khu, hay đi đến cấm hương nơi đền của các vua hùng. Các vị phải nhắc nhở cái này. Người xưa phải đối diện sống chết như thế nào, những người xưa hy sinh xương máu như thế nào, để các em, các con, các cháu có được cuộc sống hạnh phúc và an lành hôm nay. Và thậm chí các con, các em, các cháu đang là những người hậu phương được sống an lành như thế này, thì nhờ những người tiền phương, những người ở đầu chiến tuyến đã bảo vệ như thế nào, phải giải thích nó mới hiểu. Cái thế hệ trẻ nó thấy cái gì trước mắt là nó biết, còn những cái này kêu nó tưởng tượng đến tri ân hàng trăm ngàn năm phía trước, nó không có hiểu, nó không có khái niệm này. Cho nên phải dẫn chứng ra, phải nói ra. Nhất là những người dạy sử học phải phân tích những cái này cho kỹ, thì học trò quả mai nó để ý, chứ còn bằng không nó chỉ nhớ bài để làm bài thôi, chứ nó không cảm xúc gì hết trơn trời á. Nó không có thấy cái đó là cái gì quan trọng trong cuộc đời của nó. Đi học thì bắt nó học thôi. Chứ còn kêu nó cảm giác thế nào, nó có cảm giác thế nào đâu. Tôi thua các vị á. Cho nên tôi nói cái bài ca dao á, nó mòn ở trong miệng của mọi người và dạy từ rất sớm. Nhưng mà tôi thấy những em trẻ nó đã thuộc lòng rồi, bây giờ 30 tuổi đầu hỏi nó có cảm giác gì cái bài Công Cha Như Núi Thái Sơn không. Cái này bài dở lòng ngày xưa còn nhỏ nó học rồi, đứa nào cũng thuộc hết á. Nhưng mà bây giờ hỏi nó làm được gì với ý nghĩa Công Cha Như Núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 30 tuổi đầu còn chưa biết, còn chưa có cảm nhận, nhưng mà học nó đã trở thành bài học dở lòng. Các vị nhớ vậy. Rồi Ân Đàn Na Thí Chủ, cái này cân nhắc cho người tu. Các vị có điều kiện hành đạo được, các vị phải nhờ Đàn Na tính thí, cúng dường, hy sinh, chia sẻ, các vị mới có điều kiện để xây dựng ngôi chùa này, để đúc cái đại hồng chung này, để có cái giảng đường này. Biết bao nhiêu công lao hy sinh của Đàn Na Thí Chủ vào để chúng ta mới có những sự hiện hữu này. Ngồi trong một giảng đường này phải biết không hề đơn giản. Mặc dầu công lao của thầy trụ trì rất lớn, nhưng thầy trụ trì cũng phải nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, của các nhà hảo tâm chia sẻ đóng góp để có ngôi chùa này, để có như thế. Đây là những ân mà suốt đời không quên. Sở dĩ thượng tọa trụ trì hôm nay tổ chức cái lễ dỗ tổ là mang nghĩa đó đó các vị. Thượng tọa trụ trì về đây trụ trì, dù ngôi chùa hồi đó nó như thế nào, có thể là nó không khang trang như hôm nay, nhưng không có những bậc tiền bối, các thế hệ trụ trì từ vị tổ khai sơn cho đến thế hệ sau đó giữ gìn và phát huy theo khả năng trong từng giai đoạn, thì hôm nay làm sao có một ngôi chùa hào quang như thế này. Thầy trụ trì đã thể hiện đúng cái đạo lý của một người học Phật để tổ chức những cái lễ này, nó nói lên rất nhiều ý nghĩa các vị, không hề đơn giản. Bản thân Đức Phật là thầy của trời người, rồi chúng ta nghĩ thầy của trời người ai cũng xúm nhau lại, còn bản thân Đức Phật không để ý đến việc này à? Không có. Các vị thấy trong kinh Du Lan Báo Hiếu có một đoạn kinh mà các vị thấy rất cảm động. Trong đoạn kinh Báo Hiếu nó có câu gì? Đáo bán lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô gọi gì nữa, bỏ bấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại, rồi vậy, rồi rơi giọt hồng. Cái này nó phản ánh gì? Đạo đức. Đức Thế Tôn đã là người thể hiện đạo đức của mình khi A Nan quá ngạc nhiên về cái hành động mà lại đóng xương khô của Đức Phật. Cho nên hỏi là Đức Thế Tôn là thầy của trời người mà tại sao Ngài lại đóng xương khô? Thì Đức Phật trả lời sao? Hả? Thì Đức Phật mới trả lời rằng trong đóng xương này, hoặc thân ta hoặc kẻ sinh ta nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ta lại để tri ân những người sinh ra ta, nó có nằm trong đống xương này đó. Vậy là bậc thầy trời người dạy chúng ta cái gì?
Con ơi, không được quên cội, quên nguồn, dù là đi tu. Đừng nói là đi tu có nghĩa là không còn nhớ đến ân nghĩa. Làm sao không nhớ được? Đức Phật có quay trở về kinh thành để độ cha không? Đức Phật có lên cõi trời thuyết pháp độ mẹ không? Đức Phật có kề vai khiêng kim quang của phụ hoàng đi đến nơi an nghỉ cuối cùng không? Vậy thì Đức Phật làm những điều đó phải đạo lý thế gian đã được quy định không? Cho nên Đức Phật vẫn giữ các đạo đức của thế gian đã được quy định cho Đức Phật, chưa bao giờ vi phạm các đạo đức thế gian. Có đạo đức thế gian mới có thể trở thành đạo đức người xuất thế, và mới có thể sáng giá trở thành một người thầy của trời người. Vậy bây giờ chúng ta muốn trở thành những người gương mẫu của xã hội, chúng ta muốn là người cha người mẹ, mẫu mực của các thế hệ tương lai, thì chúng ta phải làm gì? Đạo đức ông bà tổ tiên phải biết, phải giữ, phải dạy dỗ cặn kẽ cho các thế hệ mai này. Đâu có hề đơn giản như vậy. Từ đạo đức xã hội cho đến trong Phật Pháp đều dạy rất cụ thể. Quan trọng còn cái tâm của mỗi con người chúng ta thôi. Cái tâm chúng ta đã làm được điều gì để rồi một kiếp đời không hối hận? Tôi nhớ là như vậy. Cho nên những vấn đề này người Phật tử chúng ta cần phải quan tâm, cần phải lưu ý. Trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Tỉnh Nam cũng đã dạy cho những hàng hậu học chúng ta điều gì? Trong 10 điều Pháp Bồ Đề Tâm thì Ngài Tỉnh Nam là một trong những vị tổ của Tịnh Độ Tông. Ngài dạy trong đó có điều là: vì nghĩ nhớ đến ơn Phật mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ đến ân cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ đến ân sư trưởng mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ đến ân đàn na tính thí mà phát tâm Bồ Đề. Các vị thấy các tổ có những gì dạy khác với Đức Phật không? Các tổ là những hàng đệ tử của Đức Thế Tôn. Các tổ tiếp nhận được điều đó và có một cái cách diễn giải khác từ những ý tưởng mà Đức Thế Tôn đã dạy qua các tác phẩm, qua sự truyền đạt của quý ngài. Tùy tập tục văn hóa, tùy điều kiện của mỗi địa phương, các ngài sẽ tùy thuận để lồng ghép các giá trị đạo đức một cách phù hợp. Và nhất là những người tu sĩ, các thầy, các tổ dạy rất là rõ. Vậy là ơn Phật chúng ta cũng đâu quên. Vì sự giác ngộ này, vì các triết lý này, sở dĩ chúng ta có được để thoát khỏi mê lầm, thậm chí cao hơn, chúng ta thoát khỏi dòng sanh tử nghiệp chướng, thì phải nói rằng có ơn Phật chúng ta mới có như thế này. Cho nên gia tài pháp bảo là sự hy sinh của Đức Thế Tôn. Ai dám hy sinh như Đức Phật đâu. Hôm nay đọc lại lịch sử, chúng ta thấy điều đó rất là bình thường, nhưng mà không hề bình thường tí nào. Rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta đi tu, thật ra mà nói chúng ta không có sự hy sinh nhiều so với Đức Thế Tôn đâu. Nếu chúng ta có điều kiện như Đức Thế Tôn, thậm chí xin lỗi, bằng 1/10, 1% của Đức Thế Tôn thôi, chúng ta dám đi không? Cho nên giai đoạn cuộc sống nghèo khổ á, người xuất gia có thể đông hơn, và người ta có thể có động cơ đi tu đông hơn. Vì cái ý nghĩa từ bỏ và hy sinh nó không có lớn, cho nên người ta sẵn sàng từ bỏ để chọn con đường đi tu tốt hơn. Nhưng mà kể từ hôm nay trở về sau nè, có dám đi tu không mới là quan trọng đó. Có phải không? Cái thời khó khăn đi tu vậy chứ tương đối dễ. Thời chiến tranh đi tu cũng quá dễ. Bởi vì ở ngoài đi lính, đối diện sống chết sợ, cho nên vô chùa. Cái chùa quê tôi có chút tí đó, 50 thầy tu. Tới ngày giải phóng buổi sáng chiều không còn ông. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái hoàn cảnh đối diện với sống chết, con người ta sẽ có sự chọn lựa. Và người ta thấy rằng đi tu tốt hơn. Và đôi khi nó có những cái lợi ích về cơ bản của cá nhân hơn, người ta chọn lựa. Rồi thậm chí những người không có điều kiện tốt, họ cũng đâu thấy hy sinh nhiều trong việc này. Cho nên nó không có phải là một cuộc chiến tâm lý.
Nhưng mà bây giờ điều kiện cho phép mọi thứ cuộc sống bên ngoài dư giả, thì ở đây người có chấp nhận đi tu không mới là quan trọng. Cho nên trong một hoàn cảnh xã hội như thế này, người đi tu sẽ trở nên quý giá hơn. Vì đi tu phải đánh cược nhiều hơn. Còn á, trong cái giai đoạn khó khăn thì không có cái gì để đánh cược á. Thậm chí có gì đâu đánh cược, có một bộ đồ thôi đánh cược khỉ gì. Có phải không? Cho nên bây giờ đi tu rất quý. Vậy thì bây giờ tại sao phải nhớ cái gia tài pháp bảo này, phải nhớ ơn Phật? Quan trọng lắm. Cho nên có những Phật tử khi gặp tôi: thầy ơi, không có Phật pháp con chết rồi. Thầy ơi, không có Phật pháp là đời con không biết đi về đâu. Những câu này mang nghĩa gì? Phật pháp cứu đời tôi. Nhờ Phật pháp cho chúng ta ánh sáng để đi tốt hơn. Nhờ Phật pháp mà giúp chúng ta có con đường thoát khổ. Cái khổ tối cao là cái khổ của sanh tử, nhưng cơ bản nhất là những cái nỗi khổ thông thường trong cuộc đời chúng ta gặp phải. Cho nên giáo pháp quan trọng vô cùng, mà đối với các bậc tổ, các bậc thầy. Các vị biết giấy gì liên tục không? Giấy hết giờ. Một tờ chưa đủ, thấy tôi còn nói tiếp, mình đã thêm tờ thứ hai. Xin lỗi ban tổ chức, còn xin ít phút nữa thôi, để cho kết thúc có đầu có đuôi chút xíu. Bằng không đầu voi đuôi chuột. Thì trở lại vấn đề, tôi nói với các vị để các vị thấy rằng mỗi lời dạy, mỗi sự cân nhắc nào đó để chúng ta không trở thành người lỗi đạo mà thôi. Chính vì vậy người xưa dạy: niệm người xưa công đức tợ hải sơn. Tức là nhớ đến người xưa, tri ân và báo ân công đức lớn lắm. Và người nào còn được đạo lý này, tôi tin chắc rằng đời sống người đó sẽ hạnh phúc lâu dài. Những người có đạo lý giữ được sự nghiệp lâu dài. Những người biết đạo lý này, cuộc sống bền vững và an lành lâu dài. Chắc chắn là như vậy. Vì vậy hôm nay nhân cái lễ dỗ tổ, tri ân báo ơn các bậc tiền nhân, các bậc tổ, bậc thầy phía trước đã hy sinh, đã tiên phong trong con đường Phật pháp, giúp cho chúng ta có được ánh sáng Phật pháp hôm nay. Và những gì chúng ta thừa kế hôm nay thì chúng ta cần phải làm gì để báo ơn Phật, báo ơn tổ? Mỗi người chúng ta là như vậy. Người tu báo ơn Phật, báo ơn tổ, báo ơn cha mẹ. Mà nếu là người Phật tử thì cũng báo ơn Phật, báo ơn thầy tổ, báo ơn cha mẹ. Cần phải làm gì? Giữ gìn phát huy sự nghiệp của cha mẹ thầy tổ, và tiếp bước con đường đó, hướng dẫn các thế hệ tương lai là học trò, là con cái, là đệ tử. Chúng ta biết phải làm gì cho mỗi thế hệ. Đó là truyền thống đạo đức cơ bản của mỗi con người. Có như vậy, giá trị tồn tại của mỗi con người mới có ý nghĩa. Có như vậy, những hình hài dốc dáng của mỗi con người chúng ta mới xứng đáng có mặt và tồn tại trên thế gian này, hay là đối với nền văn hóa của dân tộc Việt. Mong mọi người con Phật chúng ta, mỗi người là một ngọn đuốc sáng trong đêm trường, mỗi người là một vì sao trong đêm không trăng, để soi sáng một góc trời nào đó, để soi sáng một quãng đường nào đó, mãi mãi không bao giờ đoạn dứt. Và người Phật tử là người tiên phong làm những điều này, để thắp sáng cho các thế hệ tương lai, duy trì các nền đạo lý và phát huy càng ngày càng tốt đẹp, văn minh theo các giá trị truyền thống đạo lý, và văn minh một cách có đạo đức, chứ không có chối bỏ các giá trị cội nguồn. Tôi dừng bài nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng, chúng con xin chân thành tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức, và chân thành cảm ơn các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúng ta khởi thân hồi hướng. Nguyện